Dạ Tiết kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay đó thì Tiết thay mặt chú Thắng để mà cộng cái tiền ăn của mấy bé nè. Cũng cuối năm mà thì mấy bé chính thức nghỉ Tết hết rồi, thì con cũng cộng cái số tiền ăn lại. Dạ thì cái này á thì bây giờ tính hỏi mấy bé, con hỏi mấy bé trước đi. Thảo Nguyên nè, tháng này có nghỉ ngày nào không? Dạ có nghỉ hôm qua. À cái ngày cuối năm á hả? Dạ. Là mợ Sáu có nấu cho mấy đứa là ngày cuối năm ăn. Dạ. Nhưng mà con không ăn. Dạ. Rồi vậy là bỏ ngày. Cảm ơn ông con. Dạ, cảm ơn. Tiên có bỏ ngày nào không? Dạ có. Tháng trước cũng ăn rồi cộng vô thấy liền. À vậy cái tháng trước con không ăn nó rớt vô tháng này đúng không? Giờ là một ngày. Rồi biết rồi. Cảm ơn con, cảm ơn. Chúc ông được cái tại nhà ăn đầy đủ không? Ừ, có nước đồ đầy đủ hết mấy đứa ha. Ừ. Rồi. Dạ cảm ơn ông, con về sức khỏe nên nói là mình sức khỏe rất đẹp. Thì như nước. Ăn, có bỏ ăn ngày nào không? Dạ con cũng ăn đầy đủ. Đầy đủ, có nước rồi đầy đủ luôn ha. Dạ. Rồi. Dạ con cũng xin cảm ơn ông, năm mới con cũng chúc ông có một ngày sức khỏe, dạng sự như ý, dạng sự cát tường. Ngăn. Dạ con đầy đủ. Ừ. Dạ con cảm ơn ông, con chúc ông có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiền dư như nước, cái tỉnh rồi. Rồi mấy đứa thường thường là buổi sáng là mình uống nước gì? Dạ uống trà đường. Có khi nào uống cà phê sữa không? Dạ ít. Trà đường nhiều hả? Dạ. Trà tiên. Dạ con cũng vậy. Dạ ngàn. Dạ là nếu như mà trong tháng là con uống khoảng mấy ly cà phê sữa một tháng á? Nhắm này. Không nhớ hả? Rồi khó quá bỏ qua. Rồi đưa mấy lời tao. Là con cộng cái trang này hả? Cái này sổ sách là con cộng hả? Mẹ con ghi rồi con cộng. Ngày 6 tháng 1 hả dạ? Không nhìn nghe. Phải không? Sao không gạch vậy trơn rồi cô nương? Tao gạch gì là tao mới phân biệt được. Cái mẹ con ghi rồi. À cái ngày là mẹ con ghi. Dạ, con chỉ cộng số tiền thôi. Dạ. À dặn mẹ gạch đồ lên phân biệt rồi nhìn đâu rồi. Ngày 6 tháng 1 là 100.000 là bún cá, ăn uống đầy đủ. Ngày 8 tháng 1 100.000 là cá luôn, bún cá luôn. Ngày 9 tháng 1. Ngày 9 tháng 1, cái số này số mấy vậy? 120. 120 là bữa đó là có con với chú Năm, với anh Năm là cá luôn 120. Ngày 10 tháng 1 125. Hủ tiếu thịt hả mấy đứa? Dạ. Ngày 11 tháng 1 trăm mấy à? 175. 175 ăn uống đầy đủ. Ờ ăn bò hả? Ngày chi nhiều tiền. Bò gì á? Bún bò hay gì? Dạ, phở bò. Phở bò. Dạ. Ngày 12 tháng 1 125 hủ tiếu. Ngày 13 tháng 1 185 bánh canh. Bánh canh thịt hay gì mấy đứa? Dạ. Ngày 15 tháng 1 150 bánh canh. Ngày 16 tháng 1 175 bò. Ôi tháng này ăn sang dữ ha. Bò gì thịt không đi. Ngày 17 tháng 1 150 nướng là gì ạ? Thịt nướng hả? À bún thịt nướng hả? Mẹ con để chữ nướng như chơi vậy đó. Ngày 18 tháng 1 150 nuôi. Ngày 19 tháng 1 125 mì. Ngày 2 tháng 1 125 bánh canh. Ngày 22 tháng 1 hả? Dạ. 100.000 bún cá. Ngày 23 tháng 1 125.000 bánh canh. Ngày 24 tháng 1 125 bún thịt nướng. Ngày 25 tháng 1 175 nuôi. Ngày 26 tháng 1 175 bánh canh. Ngày 27 tháng 1 125 nướng. À nướng. À, ngày 28 tháng 1 100.000 là mì.
Là cái trang này con cộng lại là 2.730.000 hả? Dạ. Lần cái trang đó mới đọc. Dạ. Là 2.730.000. Rồi qua trang thứ 2. 29 tháng 1 con, 29 tháng 1 100.000 là bún cá. Ngày 31 tháng 2 100.000 là bún cá. Ngày 1 tháng 2 170.000 là bánh canh. Ngày 2 tháng 2 170.000 là bánh canh luôn. Ngày 3 tháng 2 là cái ngày cuối năm đó hả? Dạ. Cuối năm là 195.000 là bò. Là mấy bé nghỉ, mấy đứa nghỉ là ngày 2 tháng 2 học hết, ngày 2 tháng 2 là nghỉ. Còn ngày 3 tháng 2 đó là ăn cuối năm phải không? Rồi tôi hiểu rồi. Dạ, cái trang bên đây là 735.000. 735.000 với cộng cái trang đầu 2.730.000 là 3.465.000 chú Thắng ơi, 3.465.000. Dạ thì cái tháng trước đó là hết ngày 3 tháng 11. Hết ngày 3 tháng 11. Phải không ta? Hết ngày 3 tháng 11 2023. Là cái phí còn đó là, ủa, Thắng nhớ hồi tháng rồi là 12. Ừ, tháng 12 mới đúng, tao không có ghi rồi. Đúng không? Tháng rồi đó là 31 tháng 12 đúng không? Dạ. 31 tháng 12. Tao không có ghi vô đây. Dạ hồi tháng rồi đó là ngày 31 tháng 12 á. Là cái phí còn là 8.185.000. Thì hôm nay đó thì 8.185.000 con trừ 3.465.000. Thì còn cái phí còn lại đó là 4.720.000. Dạ con xin nhắc lại là 4.720.000 là hết ngày 3 tháng 2 nghe chú Thắng. Hết ngày 3 tháng 2 2024 rồi già. Thì con thay mặt mấy bé thì cái tháng này thì con với anh Năm và với bé Xu cũng có cái ké vô rồi dạ. Thì con thay mặt mấy bé và con với anh Năm, bé Xu gửi lời cảm ơn đến chú Thắng rất là nhiều. Chúc chú thật nhiều sức khỏe. Và cuối clip và cho Tiết gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.